Rồi, xin chào các bạn nhé. Rất vui được gặp lại các bạn ở video tiếp theo của channel Tân TV. Thì hôm nay mình cùng các bạn trả lời cái câu hỏi rất nhiều bạn đang thắc mắc với mình, đó là cách tải cái phiên bản Facebook Messenger, cái phiên bản Messenger, phiên bản Lite ở trên iPhone. Đấy, thì mình lần trước thì mình nhớ là mình cũng ra một hai video cách tải Facebook cái phiên bản cũ Facebook Lite ở trên iOS iPhone, thì có nhiều bạn đề cập là hướng dẫn cách tải phiên bản Messenger luôn. Nhưng trong quá trình thời gian gần đây mình tìm hiểu thì trong trên tham khảo trên mạng cũng như là trên tất cả những cái trang mà mình có thể tìm hiểu được, thì hiện tại thì cái phiên bản Messenger của phiên bản Lite này, những dành cho những bản cũ ấy, thì ngày trước thì các bạn có thể chuyển ID sang cái nước Thổ Nhĩ Kỳ, các bạn có thể tải được và cả Facebook Lite nữa. Tuy nhiên thì giờ cách đấy thì cái phiên bản Mac này nó không cho tải nữa, chỉ tải được cái phiên bản Facebook Facebook Lite thôi, chứ phiên bản Mac Lite này thì sẽ không tải được đấy. Thì hiện tại thì cũng không có cách nào, mong các bạn rất là thông cảm. Còn những bạn nào mà đang dùng cái phiên bản cũ quá mà không tải được thì các bạn cũng phải chấp nhận thôi, thì các bạn có thể đổi máy hoặc là các bạn dùng để máy phụ thôi, chứ dùng Mac trên cái phiên bản cũ đấy thì không được nữa nha các bạn nhé. Đấy, còn cái Facebook Lite thì không biết mình trước mình hướng dẫn thì những video trước ấy thì đang còn tải được, nhưng từ gần đây thì mình cũng chưa thử, hy vọng là vẫn còn sử dụng được. Các bạn chỉ sử dụng Facebook thôi đấy, và các bạn sử dụng Facebook thì nó sẽ khi các bạn bấm vào chữ Mac thì nó sẽ vào tin nhắn thì nó sẽ chuyển sang cái Mac các bạn đang dùng nhá. Đấy, còn có một cách này nữa thì không biết các bạn, nếu bạn nào mà còn những cái máy cũ, những cái tài khoản App Store cũ ngày xưa ấy mà các bạn đã tải ở trên cái máy iPhone nào ấy, thì các bạn có thể vào các bạn tìm cái phần đã mua nhé. Đây là mình ví dụ cho các bạn nhé, các bạn vào cái phần ID App Store, các bạn vào cái tài khoản App Store và các bạn click vào phần đã mua này đấy. Những cái phần đã mua này thì là những cái lịch sử mà ngày trước các bạn, nếu bạn nào tải được cái phiên bản Mac cũ thì các bạn có thể vào các bạn tải lại xem có sử dụng được không. Đây ví dụ như mình ngày trước mình cũng tải cái Facebook Lite này ở trên cái máy này. Đây các bạn nhìn chưa, Facebook Lite này, thì bây giờ các bạn có thể tải này, các bạn có thể click vào các bạn tải đấy. Còn bạn nào mà có Mac cũ, Mac Lite ngày xưa ấy, thì các bạn có thể tải bằng cách này nhá. Hoặc là bạn nào có thể hỏi người thân, những ai mà dùng những cái máy đời cũ, không cần máy đời cũ mà cái tài khoản App Store ấy, cái tài khoản để đăng nhập vào ấy, mà ngày trước người ta tải được cái phiên bản Mac đấy, thì các bạn mượn các bạn đăng nhập vào nhé, các bạn đăng nhập vào trên máy của các bạn để các bạn tải nhé. Giống như mình có một cái video mà hướng dẫn cái tải những cái phiên bản, những cái ứng dụng phiên bản iOS thấp trên máy iPhone hiện tại ấy, thì các bạn mượn cái tài khoản App Store đó đấy, tài khoản để tải ấy, các bạn đăng nhập vào máy của các bạn, sau đó thì các bạn sẽ vào phần đã mua này nhé, giống như này các bạn tải đấy. Thì hiện tại Facebook Lite của mình đã tải về xong rồi đấy, các bạn nhìn chưa đấy, thì các bạn sẽ dùng cách này để các bạn thử xem đấy. Thì chắc là cái phiên bản Mac này, Mac Lite này thì sẽ không tải được thời điểm hiện tại nữa đấy, thì các bạn có thể tìm phương hướng khác để các bạn sử dụng nhé. Rồi, video hôm nay mình chỉ muốn gửi tới các bạn là cái thông điệp này, tức là cái phiên bản Mac Lite này sẽ không tải được nữa nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và các bạn thấy video hay cho mình là một like và một đăng ký kênh nhé. Xin chào các bạn nhé.